Anh Long đâu? Mới vừa cãi lộn với chị hai. Anh Long à, tới giờ đi họp rồi. Ừ. Dài dài ngoan, cho con chơi nè. Có việc gì anh cứ đi trước đi. Em ra sân bay một mình được rồi. Anh hỏi lại em lần nữa, em đừng đi có được không? Vậy còn anh? Anh đừng đi được không? Em muốn anh phải lặp đi lặp lại mấy lần nữa. Kỳ này anh phải đi. Không phải là vì anh, mà vì cả cái xã đoàn này. Cái xác của đại ca anh vẫn còn treo ở trên cây. Nếu bây giờ anh không ra mặt để giải quyết bọn ý đại lợi đó, thì em bảo anh từ nay làm sao ăn nói với anh em đây? Vì anh em của anh, anh ra mặt liều mạng, có chuyện gì em phải làm sao đây? Loại người như anh, em không nên kết hôn, lại càng không nên sinh con ra. Lúc mới sinh nó ra, em đã hỏi anh rất rõ ràng. Chính anh kiên trì phải có con, nên em tưởng anh tu tâm dưỡng tính. Kết quả thế nào? Cuối cùng vẫn là giống nhau. Lúc trước, khi em và anh rời khỏi Danh Á, chúng ta đã nói rất rõ ràng, nếu vui vẻ thì sống chung với nhau, không vui thì mình chia tay. Lúc nói những lời như vậy, em không bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay. Em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn mỗi ngày phải sống trong lo lắng. Không biết mình sẽ mất đi người chồng lúc nào đây. Không biết con mình mất cha lúc nào. Em chưa từng xin anh điều gì. Anh để cho em đi đi. Anh để cho em đưa Gia Gia về Hồng Kông. Là vợ chồng có thể chọn lựa được. Nếu sống với anh cảm thấy không thoải mái, thì em có thể tìm người khác. Tuy là anh rất đau buồn, nhưng mà anh không phản đối em. Nhưng cha con không thể lựa chọn được. Ông trời đã định nó là con gái của anh, thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó. Anh làm sao có thể chăm sóc cho nó trong khi thậm chí còn không thể lo cho em? Nó cũng là con gái của em mà. Được, vậy hãy để nó tự quyết định đi. Nếu như anh chăm sóc con không được thì hãy tới tìm em. Em đừng có lo lắng cho nó. Nếu người đàn ông khác không lo cho em được thì em hãy trở lại với anh. Anh Long à, đi về đi. Sớm muộn gì chị hai cũng sẽ trở lại. Thank you.
Anh Long! Chị hai! Chị hai! Chị hai! Gọi xe cứu thương đi! Anh phải hứa với em một việc cuối cùng. Hãy chăm sóc thật tốt cho Gia Gia. Anh hứa mà. Em hãy đưa nó về Hồng Kông giùm anh. Nếu anh không còn sống trở về thì em hãy thay anh mà nuôi nó. Ông chủ à, mọi việc đã làm xong xuôi cả rồi, ông yên tâm. Tốt lắm. Bên kia kìa, bên kia. Lẹ đi, lẹ đi. Nè ông Santino, tuần trước bên tàu Vancouver đã có một cuộc tàn sát tàn bạo bằng súng, mà cảnh sát ở đây có hoài nghi nguyên nhân là sự tranh giành địa bàn để vận chuyển ma túy của hai phe Trung Quốc và Ý đã dẫn tới vụ thanh toán đẫm máu này. Xin ông phát biểu ý kiến của ông với việc này ra sao? Hỏi ý kiến của tôi sao? Tại sao lại hỏi tôi chứ? Chúng tôi vừa đi nghỉ hè từ Toronto trở về đây. Tôi đâu có biết việc gì xảy ra ở thành phố người Hoa chứ. Nè ông Santino, có nhiều người nói rằng ông là người đỡ đầu của tập đoàn Ý Đại Lợi ở địa phương này. Nguồn tin đó có thật hay không vậy? Thật là quan đường. Các người đây phải nhận thấy, hễ mỗi lần gặp phải một người Ý Đại Lợi nào là họ đều thuộc về tập đoàn ma túy hay sao? Bất quá tôi chỉ là một thương gia bình thường và tôi chỉ bán bánh pizza. Ông Santino, bây giờ chúng tôi đã biết ông là một thương gia và ông thích người Trung Quốc. Tránh ra. Chết tiệt. Tất cả đứng yên không được di chuyển. Giơ tay lên đi ra ngoài. Được rồi đừng bắn mà.
Cậu bị sao vậy chứ? Điên à? Tại sao không bắn tôi? Bắn đi chứ. Không có đạn à? Hay là không có gan? Giết tôi đi. Giết tôi trước mặt cảnh sát kìa. Được rồi, tôi sẽ đưa đạn cho cậu nha. Đúng là thằng điên. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Bỏ súng xuống, ra đầu hàng. Bỏ súng xuống, ra đầu hàng. Giơ tay lên. Anh hai, em đã tìm được việc làm ở Hồng Kông. Dài dài đã 3 tuổi. Em đưa nó đi học trường mẫu giáo. Tuần trước đã bắt đầu đi học. Em mua rất nhiều quần áo tặng cho nó. Nó rất là vui mừng. Khóa học vừa qua, Dài Dài thi được hạng gì? Cô giáo nói nó rất là thông minh. Khi anh nhận được thư này thì cũng sắp vào sinh nhật của anh, nên em kêu nó viết một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh. Ba ơi, sinh nhật vui vẻ, Dài Dài. Em Lôi, thời gian qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt mà Dài Dài đã học lớp 1 bậc tiểu học rồi. Em đã cực nhọc vì anh. Hồng Kông sắp Tết rồi. Nhớ thay anh cho nó gói lì xì nha. Anh phải hứa với em một việc cuối cùng. Phải chăm sóc thật tốt cho Gia Gia. Anh hứa mà. Giữ sức khỏe nhé, người anh em. Cảm ơn anh. Nè Hoa, kêu mày đó. Chú Bạch à, có chuyện gì? Ra ngoài kia coi anh Long đã tới chưa. Nếu ảnh tới rồi đưa ảnh vào đây, không thành vấn đề. Hút đi, hút đi. Cái tên này bữa nay ăn mặc chỉnh tề vậy. Mày làm cái gì đó? Hôm nay cùng ăn cơm với thần tượng của em, không long trọng làm sao được. Mau ngồi với bạn đi. Hoa à, mày có biết mặt anh Long không đó? Anh Long là thần tượng của tôi mà. Từ năm 9 tuổi nhìn thấy bóng dáng sau lưng của ảnh là có ấn tượng khó quên rồi. Cái dáng dấp anh hùng của ảnh đã ở trong này rồi, không thành vấn đề, yên tâm đi. Ôi trời ơi, cái đám tuổi trẻ bây giờ ăn nói lung tung, thật là không biết cái gì cả. Anh Long có phải không? Cậu quen tôi sao? Không chỉ là quen thôi, mà còn là sùng bái nữa. Năm xưa anh càng quét ở trạm xe lửa trung tâm, là cái đám Ý Đại Lợi, ngay cả pizza cũng không dám bán nữa kìa. Đó là một sự vinh dự cho tất cả người qua của chúng ta. Đáng tiếc là năm đó tiểu đệ chỉ mới 9 tuổi thôi, không có cơ hội chứng kiến sự quay phong của anh. Nhưng mà cuối cùng em cũng đã chờ được cái ngày này rồi. Hy vọng có thể cùng anh chung vai sát cánh tung hoành thiên hạ. Anh Long à, biệt hiệu của tiểu đệ là Water. Xin anh chỉ bảo thêm. Cậu là cậu Thủy sao? Đúng vậy. Tôi không quen với cậu. Anh mới ra dĩ nhiên không biết em. Nhưng mà sau này anh đánh một vòng ở phố người qua thì sẽ biết em có chút địa vị ở đây đó. Anh Long à, đi đâu vậy? Mọi người đang chờ anh bên kia. Bộ phòng vệ sinh của quý vị nằm ở phòng cải cách sao? Anh Long à, anh thật biết nói chơi. Buông tay ra đi. Cái gì? Ai nói chơi với cậu chưa? Tôi tới đây để sửa nhà vệ sinh. Cậu đừng làm mất thời gian của tôi đó.
Đứng lại. Tại sao anh lại dám đổi tên vậy chứ? Bộ tới sửa nhà vệ sinh mà cũng dám lấy tên anh Long sao? Thiệt là vô lý mà. Vừa sửa nhà vệ sinh thì không được đặt tên Long sao? Mày mới thật là vô lý đó. Anh Long à, anh về rồi thì đưa anh em chúng tôi trở lại sự nghiệp đi. Đúng vậy chú Bạch, chính chú đã từng đi theo tôi, nhưng mà danh xưng hôm nay là do các chú đã cực nhọc mà tạo lập nên. Tôi không có muốn chiếm quyền lợi của quý vị, với lại tôi cũng không muốn trở lại giang hồ nữa. Bây giờ sự hy vọng của tôi là đi Hồng Kông để tìm đứa con gái của tôi. Tấm lòng của mấy chú tôi xin ghi nhận. Nếu anh Long đã quyết định muốn về Hồng Kông thì chúng tôi cũng không có gì để nói nữa. Nếu mà anh Long đây có việc gì thì cứ dặn dò chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ tận lực mà làm cho anh. Bây giờ cái tôi cần nhất là một bình trà thơm và một ít điểm tâm. Đứa nào nhỏ nhất ở đây hả? Đứa nào? Được rồi, đi 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 đi. Đứng im, không được nhúc nhích. Ngồi im. Đồ điểm tâm chưa tới mà đã có mấy tên muốn gây chuyện rồi. Các người muốn gì đây? Ngu ngốc, chết đi. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, ở phố người Trung này chỉ có bán bánh pizza của người Ý Đại Lợi mà thôi, chứ không được bán đồ điểm tâm của người Trung Quốc. Anh đó, bắt đầu từ giờ và nếm thử bánh pizza của Ý Đại Lợi. Tới phiên mày rồi. Khoan khoan khoan. Vịt Bắc Kinh ngon lắm. Có nhân nữa. Ngon lắm. Ngon lắm. Có nhân nữa. Ngon lắm. Ngon lắm. Mày nói cái gì vậy? Chú Bạch, chú Bạch, chú Bạch à, chú có sao không vậy? Chú Bạch, anh là anh Long phải không? Tại sao còn lại biết tôi? Đâu chỉ là biết, còn sùng bái nữa kìa. Năm xưa đó, anh càng quét trạm xe lửa Trung ương, làm cho cả đám Ý Đại Lợi ngay cả pizza cũng không dám bán nữa. Thật là một sự vinh quang cho người qua chúng ta ở đây đó. Nhưng mà đáng tiếc, lúc đó đệ chỉ mới 9 tuổi thôi, không có cơ hội chứng kiến sự quay phong của anh. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng đã chờ được đến ngày hôm nay rồi. Có dịp được đi với anh Long để học hỏi thêm. Em có hy vọng được cùng anh kề vai sát cánh tạo nên mây gió đó. Còn nói xong chưa? Đã nói xong rồi. Kỳ này chúng ta chung vai sát cánh đánh nhau là lần thứ nhất. Tôi nghĩ đây cũng là lần cuối cùng. Còn về việc tạo lại mây gió thì để lại cho những người trẻ tuổi các cậu đi tạo quy phong đi. Tạm biệt. Anh Long à, sao bỏ đi chứ? Thật là đáng tiếc. Con người đặc biệt. Long Hạo Thiên tìm kiếm người anh em là Trương Nhất Lôi bị thất lạc mấy năm, và đứa con gái tên là Gia Giai. Nếu bất cứ người nào tìm được hai người đó thì hãy gọi điện thoại tới khách sạn Kim Đô, phòng 206 để liên lạc xin hầu tạ. Thì ra ông Long phòng 206 đang tìm con gái đó. Ai tìm gái? Sao không tìm tôi? Người ta muốn tìm con gái ruột của họ kìa. Alo, ông Long có phải không? Đúng vậy. Có việc gì? Ông thật là tệ. Anh Long. Ông Hồng. Anh Long, anh đúng là tệ đó. Được ra mà cũng không nói một tiếng nữa. Tới Hồng Kông cũng không tới tìm tôi. Tôi không muốn làm phiền mọi người. Anh nói vậy là không đúng rồi. Tôi với anh là bạn bè như thế nào?
Giả lại tôi còn thiếu của anh nữa đó. 20 mấy năm trước, anh đã cứu mạng tôi một lần ở New York. Lúc nào tôi cũng nhớ hết. Việc đã qua rồi đừng nhắc tới nữa. Phải nhắc chứ, không nhắc tôi còn làm người được sao? Đừng có nói nữa, qua bên này uống vài ly đi. Được. Đúng rồi. Ông làm sao biết tôi về? Chính chú Bạch gọi điện thoại cho tôi, nói là anh về Hồng Kông để tìm con gái. Tôi đã cho người tìm giúp anh rồi. Hồng gia. Anh Bằng à, để chú giới thiệu, đây là anh Long mà chú thường nhắc tới. Ông Long? Cái gì mà ông Long? Gọi anh Long đi, không biết lớn nhỏ gì cả. Anh Long. Kêu tôi là anh Long được rồi. Nó tên là Bằng. Nó đang làm gì cho tôi? Nếu mà thêm cái họ giàu thì hơi tệ một chút. Gọi là Lý Bằng đó. Qua bên kia ngồi đi. Anh Long à? Dạ. Kỳ này anh về đây có dự tính gì không? Chỉ là một số việc cá nhân thôi. Thế có nghĩ tạo lại sự nghiệp không? Tôi không nghĩ tới. Cạn ly. Cạn ly. Đúng rồi anh Long à. Việc anh tìm con gái cứ giao lại cho tôi. Tôi tin là sẽ có tin tức sớm cho anh. Khi xong xuôi công việc, anh tới công ty giúp cho tôi nha. Có tôi, tức là có anh. Bây giờ công ty chúng tôi đã được hợp thức quá rồi. Tôi bây giờ là một thương gia đàng hoàng rồi đó. Xin cảm ơn trước, xin nhận. Bây giờ đã có chú Bằng giúp cho ông rồi. Không phải là đã tốt rồi sao? Bây giờ phải thuộc về thế giới của tuổi trẻ. Anh Long nói rất đúng đó. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo. Hồng gia, ông cũng nên ở lại trong nhà mà hưởng phước đi. Cả sự nghiệp buôn bán giao cho tôi là được rồi. Với đầu óc và phương pháp làm việc của tôi, không đầy một năm, toàn cái Hồng Kông này sẽ thuộc về chúng ta. Giao hết cho anh sao? Không đầy nửa năm, chắc chắn tôi không còn chỗ đứng nữa. Nghe cái khẩu khí của anh kìa, một mình mà đòi ăn hết toàn thế giới này sao? Theo như tài liệu mà ông giao cho chúng tôi điều tra con gái của ông đích xác đã được đưa vào trong này. Nó đã sống chung một phòng với một đứa con gái khác tên là Tiểu Long Nữ. Hai người có cảm tình tốt với nhau lắm. Đáng tiếc là 4 năm trước đây, hai đứa đã lén chạy mất rồi. Từ khi hai đứa rời khỏi chỗ này, thì chúng tôi không tìm được tung tích ở đâu cả. Nghe nói Tiểu Long Nữ đã gián tiếp liên lạc với người trợ nuôi của nó là cô Tiền Tiểu Phụng. Xin lỗi cô Tiền Tiểu Phụng có đây không? Dạ có. Chị Phụng mà, có người tìm chị. Xin chào. Cô chính là Tiền Tiểu Phụng. Chính tôi đây. Ông xưng hô thế nào? Tôi họ Long. Long Phụng thật là hợp đó. Anh muốn uống rượu gì? Cô chọn cho tôi đi. Anh thật là may mắn nha. Cho tôi một chai đi. Thêm một ít trái cây nữa. Tôi qua khách đó. Anh Long à, không biết chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa? Chúng ta chưa gặp nhau. Tôi tới đây tìm Tiểu Long Nữ. Nó thiếu tiền của ông hả? Tôi đã không gặp nó lâu rồi. Xin lỗi nha. Tôi hiểu. Tôi không tới làm phiền đâu. Tôi từ Danh Á Đài trở về để tìm đứa con gái của tôi. Tôi nghe nói và Tiểu Long Nữ là bạn thân. Đây là ít quà nhỏ, kể như là quà gặp mặt. Anh Long à, anh đừng quá khách sáo. Nếu mà em giúp được gì, em đây rất sẵn lòng. Nhưng mà như vậy, em không có cách nào để tìm nó. Nó đã vào bất thường lắm. Chị Phụng à, có điện thoại. Long Nữ gọi chị đó. Anh thật là may mắn, vừa nhắc tới là nó gọi điện thoại đến. Tôi qua hỏi coi nó ở đâu. Tiểu Long Nữ, em đang ở đâu? Chị Phụng à, em bị mất mặt quá. Bây giờ em phải đi giết cái thằng dở hơi kia mới được. Em đừng có làm bậy đó. Chị yên tâm đi, em không có liên lụy tới chị đâu. Em chỉ gọi điện thoại nói cho chị biết thôi. Alo. Nó đang ở đâu vậy? Nó không có việc gì chứ? Anh chờ tôi một chút, tôi đi thay áo cùng anh đi tìm nó. Peter, ra đây mau. Anh ra đây. Chào. Tiểu Long Nữ đang ghen đó. Tiểu Long Nữ, sao lại tới đúng lúc vậy? Anh cho tôi là cái gì?
Anh muốn bỏ tôi sao? Đâu có phải. Em nghe anh nói, bây giờ anh chỉ là vì tình thế bắt buộc thôi, đâu có rời khỏi được. Em cứ xem như là anh tạm thời tàn hình đi. Em biết là anh rất thương em mà. Tên đê tiện này, nếu không thương thì bỏ nó ngay đi. Không thể làm vậy được, vậy là anh chết chắc đó. Em biết rõ mà. Mày là tiểu lông nữ đó à? Nghe nói mày phách lối lắm. Đâu có phách lối bằng mày. Dám giật bạn trai của tao. Vậy thì sao? Mày làm được gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô đây học trường trung học, còn cô đây cũng là vậy mà. Không có gì. Nói ít một chút có ai nói em câm đâu. Anh của nó ghê gớm lắm. Em chơi không có lại nó đâu. Nghe rõ chưa? Tôi là em gái của Tám Khôn đó. Ngay cả chị hai đây mà cũng không biết, thì làm sao ra đây làm ăn được? Anh hai của nó là cái thá gì? Mày có anh hai, bộ tao không có anh hai sao? Anh hai của mày tên là trái chuối đó. Nó đang ăn trái chuối kìa. Mày câm miệng lại đi. Không được chửi anh hai của tao đó. Tao cảnh cáo mày đó. Nè, vừa phải thôi nha. Câm miệng đi nha. Tao nói chuyện mày không được xen vào đó. Mày dám đánh tao sao? Con nhỏ đáng chết này dám đánh tao. Dám đánh tao hả? Dám đánh tao sao? Cho mày biết nè. Đáng chết. Đừng có làm vậy, có án mạng bây giờ. Buông tôi ra. Nè, đứng lại. Đừng để nó chạy. Tiểu lông nữ đó. Nè, chuyện gì vậy? Dừng tay lại. Liên quan gì tới ông chứ? Đánh chết nó đi. Madam, hãy mau tới giúp tôi đi. Cảnh sát Trần, ông cũng ở đây à? Tất cả đứng qua một bên. Không ai được nhúc nhích. Con nhỏ kia, mày mau đi đi. Không đi tao kêu bắt hết bây giờ. Mày ngon, dùng cảnh sát để dọa tụi tao. Đi. Tiểu lông nữ, em có sao không? Không sao, không sao. Cảm ơn nha. Dao nè, ra kéo nè, ra dao, ra búa, ra dao. Lịch sự một chút đi. Lúc cô ở cô nhi viện có phải có một người bạn thân tên là Gia Giai không? Đã bao nhiêu năm rồi ai mà nhớ nổi. Ông viện trưởng nói cô cùng nó chạy khỏi cô nhi viện mà. Ra ngoài thì mạnh ai nấy tìm tương lai của mình. Biển người như vậy, bây giờ ông kêu tôi đi đâu tìm nó đây? Nè, hỏi thật nha. Ông và nó có quan hệ như thế nào? Tôi là cha của nó. Vậy ông là người cha vô trách nhiệm rồi. Làm sao mà xứng đáng làm cha của người ta? Sanh ra đứa con lại không chịu nuôi rồi bỏ nó vào cô nhi viện. Lúc nó đang cần ông nhất á, thì ông đang ở đâu chứ? Tôi đang ở tù bên Danh Á Đại. Thật hay giả vậy? Anh nói chơi thôi. Tôi đã ngồi tù bên Danh Á Đại hơn mười mấy năm. Vậy còn tha thứ được? Việc gì mà ngồi tù? Giết người. Phải không đó? Ông mà ngon vậy sao? Có thổi phồng quá không? Giết người đâu phải việc tốt gì mà thổi phồng. Đó là vấn đề chính đi. Ông đã bỏ nó bao nhiêu năm nay rồi, thì còn tìm nó để làm gì? Cứ xem như là không có sinh nó ra đi. Muốn bù đắp lại cũng vô ích thôi. Giống như tôi đây nè. Bây giờ tôi gặp lại ông già của tôi thì làm sao? Có gì để nói đâu. Mười mấy năm không gặp thì không còn tình cảm nữa rồi. Cứ xem như tôi là con gái của ông đi. Được rồi, ông đã tìm được con. Vậy ông có gì để nói hay không chứ? Nói đi. Thì tôi sẽ nói tôi là cha của cô. Ông nói chơi hả? Bộ ông nói vậy là tôi tin sao? Bao nhiêu năm bỏ mặc tôi, không biết bây giờ từ đâu chui ra nói là ông già của tôi. Làm vậy có nghĩa gì? Muốn nhìn con dễ lắm sao? Không thích thì bỏ trong cô nhi viện, thích thì trở về nhận lại. Bộ đi lãnh đồ bị mất sao? Đúng là thần kinh. Tiểu yêu, tiểu lông nữ. Anh đừng có trách nó. Nó là như vậy. Lâu quá không gặp rồi, đi đâu mất vậy? Nếu mà tiểu lông nữ là con gái của anh thì anh sẽ làm sao?
Kỳ này tôi về đây, tôi nghĩ tôi sẽ tìm được cô công chúa Bạch Tuyết hoặc là một đứa học sinh. Bao nhiêu năm nay tôi không có chăm sóc cho nó. Nó biến đổi ra thế nào tôi đều không thể trách nó được. Người phải trách chính là bản thân tôi. Chơi ổng cho tao đi, không thành vấn đề. Vậy là có màn vui rồi. Phải rồi, phải rồi. Qua đây, qua đây. Nè, tôi giới thiệu bạn của tôi cho ông nè. Tôi là Tiểu Yêu, ông là cái quái quỷ gì? Tôi tên là Long. Ngồi đi. Long tức là rồng, cái tên ngon đó. Ngồi chơi một chút đi. Khoan đã, nói chơi với tôi rồi mà. Được rồi, nè chơi tiếp đi. Một, hai, ba. Ra cái gì, ra cái kéo. Ra cái gì, ra cái kéo. Ra cái búa, ra cái kéo. Ra cái búa, ra cái kéo. Mày thua rồi, uống đi, uống đi. Thua rồi, uống nữa, uống nữa, uống nữa đi. Chờ tiếp đi chứ. Không được, không được. Tôi không uống nữa đâu. Tôi không uống được nữa. Đừng có làm bộ chứ. Tôi không có làm bộ mà. Ông chơi với ảnh đi. Được đó, chơi đi. Tôi không biết chơi. Có phải vậy không? Sao lại không biết chứ? Để tôi chỉ cho ông nha. Tôi giúp ông tìm con gái phải nhờ đám bạn này đó. Vui vẻ chơi với nhau thì lúc làm việc mới dễ dàng, có đúng không? Đây nè, bắt đầu đi. Thật tình tôi không biết mà. Để tôi chỉ cho ông nha. Tôi đi coi chừng nó. Lẹ đi, chúng ta bắt đầu chơi đi mà. Đồ tồi, mày đồ tồi. Đồ tồi, mày đồ tồi. Đồ tồi, mày đồ tồi. Có lộn không vậy? Tại sao cứ nói tôi đồ tồi không vậy? Ông là đồ tồi đi chứ. Mày là đồ thần kinh. Mày đi chơi cái trò của đàn bà. Mày không phải đồ tồi thì là gì? Nói chuyện với đại ca tao vậy sao? Muốn chết hả? Bộ ông đang trách mình đang sống quá dai hả ông già? Tụi mày lại chơi cãi dao nữa sao? Ai bảo ông chơi ăn gian? Cố tình muốn phá tôi hả? Nói cho hắn nghe đi. Kỳ trước cái thằng cha kia chết như thế nào? Đâm vào ngực một cái và nhích lên một chút là chết ngay tại chỗ. Có phải mày muốn chết hay không? Nghe rõ chưa? Ông già, ông nghe rõ chưa? Tiểu Long Nữ đi rồi. Mấy người làm gì vậy? Tiểu Long Nữ không muốn ông theo nó nữa. Nếu mà ông còn cố theo nó nữa thì tôi sẽ lấy mạng của ông đó. Ngồi xuống đi. Đại ca bị giết rồi. Chạy lẹ đi. Chỉ đấm một cú mà đã sợ như vậy. Vậy mà mày đặt ra ngoài lăn lộn. Chúng ta đi tìm Tiểu Long Nữ đi. Được. Tính tiền đi. Là nó đó. Đuổi theo. Dám chạy sao? Để xem mày chạy đi đâu. Con nhỏ này, mày có biết tao là ai không? Em biết là anh Khôn. Mày có biết tám muội là gì của tao không? Em không phải cố tình. Tao không hỏi thì đừng có nói. Anh tha cho tôi đi. Tôi không có dám nữa. Mày còn dám nói nữa sao? Cho mày chết. Không được nói chuyện nghe chưa? Em gái, lấy bình axit qua đây cho nó rửa mặt đi. Đừng mà, đừng mà. Lấy cho nó rửa mặt đi. Đừng mà, tôi không dám nữa đâu. Tha cho tôi đi. Cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi. Cảnh sát Trần, cứu tôi với. Tại sao các người lại đánh người ta? Mắc mớ gì tới không? Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi đánh nó chứ? Ông nói tôi đánh nó hả? Để tôi hỏi nó xem. Tôi có đánh nó không? Có không? Dạ không. Anh Khôn, không có đánh em. Ông là cảnh sát hả? Còng tay tôi đi. Có giấy tờ chứng minh không? Chạy mau. Được theo. Chạy mau. Việc gì vậy? Chạy mau đi. Bỏ cây xuống. Yeah.
Mày đánh giỏi lắm mà. Bụi già, may cho mày đó. Sau này mày đừng có nhiều chuyện. Nhìn kỹ cái mặt của tao. Tao họ Dương, tên là Khôn. Anh không sao chứ? Mười năm trước thì không sao cả, bây giờ thì chịu hết nổi rồi. Tôi xin lỗi, chính tôi đã liên lụy anh. Ở đây tới chỗ đi xe còn xa lắm, tôi đỡ anh có được không? Tôi mua được bọc nước đá, anh chịu đau một chút. Đắp một chút sẽ đỡ. Còn chỗ nào có thể tìm được tiểu long nữ không? Tôi nghĩ chắc nó đi rồi. Chúng ta đi tìm nó đi. Được. Tiểu long nữ, sao em lại nằm ở đây? Thích nằm như vậy đó. Sao hả? Em không sao chứ? Peter nói em đập bể nồi cơm của hắn, nên hắn đánh em đó. Chị đã nói từ sớm rồi, em đừng đi chung với loại người này. Em không chịu nghe lời. Nếu em không đi với loại người đó thì đi với ai đây? Chị có chịu đi với em không? Chị có chịu ở bên cạnh em không? Em biết hắn không phải là thực tình yêu em, nhưng mà người ta có nhiều thời gian ở bên cạnh của em. Đừng có làm vậy mà. Buông ra, buông ra. Ông không phải là cha của tôi thì làm sao quan tâm tôi được? Cha của tôi bỏ tôi, má của tôi cũng không thèm tôi nữa. Ở trên thế gian này không có người nào là thương tôi cả. Nếu họ đã không cần tôi thì sao lại xin tôi ra làm gì chứ? Nó thường như vậy sao? Thỉnh thoảng nói như vậy tôi cũng không hiểu nổi. Tôi còn phải lo cuộc sống của tôi, làm sao có thời gian chăm sóc cho nó? Không phải mượn tiền thì là trả nợ giùm nó. Còn không thì nằm dài trên đường bất tỉnh. Hết thuốc chữa rồi. Nó còn nhỏ, hãy cho nó ít thời giờ. Đừng có bỏ rơi việc lo cho nó. Cho nó thời giờ chi bằng để tôi kiếm tiền có tốt hơn không? Thôi bỏ đi, tôi đã không còn hy vọng nó nữa. Miệng của cô thì nói vậy, nhưng mà cô không phải là con người hiện thực như vậy. Con người của tôi thực tế lắm. Kỳ này tôi giúp ông cũng là muốn có lợi ích thôi. Kỳ sau mà còn giúp nữa thì tôi sẽ tính theo kiểu khác đó. Tôi thật là không hiểu được, tại sao cô lại đi tìm người trợ nuôi chứ? Tôi cũng là người lớn lên trong cô như diện. Tôi biết cảm giác của chúng nó. Ngoài phần tình cảm đó, tôi còn muốn chứng minh một điều là tôi không cần nhờ giả người khác, mà còn có người phải nhờ giả vào tôi. Có phải tôi quá ích kỷ không? Không đâu. Đối với những người chưa từng làm qua trách nhiệm người cha, cô còn có vẻ là rất vĩ đại. Chết rồi, chưa về tính sổ nữa. Tôi phải đi rồi. Để nó nằm nghỉ ở đây. Tôi tin tưởng ông đó. Tạm biệt. Tạm biệt.
Ngày 7 tháng 9 có phải hôm nay không? Cả Dương à, có chuyện gì đó? Có thấy đứa con gái hồi tối qua không? Không thấy. Tôi đã nói rồi, người lạ thì không tin tưởng được đâu. Có tổn thất gì nặng không đó? Kỳ sau giúp giùm tôi đi, đảm bảo không có bị như vậy đâu. Ai đó? Cả Dương đây. Ông đừng có uổng phí tâm trí nữa. Ông đừng có hối hận đó nha. Con nhỏ này đẹp lắm đó. Ông đừng có tới làm phiền tôi nữa. Đi đi. Ông ta kêu cô đi đi. Tiểu Long nữ, ông đang nói chuyện đó hả? Ông kêu tôi sao? Cô vào đây. Đẹp hơn chút cũng có đó, mà hơi mắc một chút, 800 lận. Cô đi đâu về vậy? Ăn cắp tiền mà không chuồn đi cho lẹ sao? Cô làm gì vậy? Còn tiền đâu? Một ngàn đồng thối lại 800. Số còn lại ở đây nè. Sinh nhật của cô sao? Sinh nhật của ông đó đồ ngốc à. Nè, làm ơn đi. Đàn ông sao mà nhiều nước mắt vậy? Mua bánh sinh nhật thôi mà cũng chảy nước mắt nữa. Chắc mà tốt với ông chút nữa, chắc ông quỳ xuống quá. Tôi không biết ông bao nhiêu tuổi. Nè, cắm đài 50 cây. Đừng nói là không đủ nha. Năm nay tôi 48 tuổi. Vậy năm 30 tuổi ông có con sao? Sao cô biết con gái của tôi bao nhiêu tuổi? Thì giống như tôi vậy, 18 tuổi. Cô có biết ba cô là ai không? Hình dáng như thế nào? Thì giống như ông thôi. Có mắt, có tai, có miệng, có mũi. Xong rồi. Ông hát đi. Ông đang nghĩ cái gì vậy? Không có được nghĩ bậy đó. Tôi không phải con gái của ông đâu. Đừng có bắt tôi thay thế đó. Ông không thổi thì tôi thổi. Đừng có hút mà. Không sợ bị ung thư sao? Ăn bánh đi. Ăn xong rồi lát nữa tôi dẫn ông đi vòng vòng tìm. Vậy nghĩa là gì? Thì tìm con gái của ông đó. Để tôi hỏi thăm người ta nha. Cô đi đi. Gì nữa? Hỏi thăm cũng phải cần tiền chứ. Ông ngốc quá. Cảm ơn nha. Xin chào. Chào. Chị nữ à, tại sao lại gây với Peter vậy? Chị đá nó rồi hả? Đá cái gì chứ? Hỏi cái gì mà hỏi? Nhiều chuyện quá. Không cho hỏi thì thôi. Làm gì ăn thuốc nổ vậy? Uống trúng thuốc nổ rồi đó. Đúng vậy. Chị nữ à, người đàn ông đứng bên ngoài chờ chị phong độ lắm. Người gì vậy? Dĩ nhiên đó là khách hàng của tôi rồi.
Chẳng lẽ là ông già của tôi sao? Nếu là ông già thì cũng khá mà. Cái giọng ngực của ổng cũng được đó. Ông nổi hứng rồi hả? Có tin tức gì lạ không? Phải rồi, người tìm David trong mộng của chị đã ra hát trở lại rồi. David? Có người mà hai năm trước chị cứ xem người ta hát hoài, còn phong làm thần tượng nữa đó. Là kiểu mới đó nha. Thì ra tôi cũng đẹp đó chứ. Cái tên này tay nghề cũng khá thật. Tôi khuyên cô nên đi một vòng vô rừng đi. Tại sao vậy? Cô làm tóc kiểu này dễ bị người ta bắn một phát đó. Ông nói gì vậy? Ông mà biết cái gì chứ? Đúng là đồ ông già. Làm ơn quăng bỏ đi thuốc đi. Bà chủ à, cái kiểu này cần ba cái. Bà nhớ tên tiểu long nữ đó. Vâng. Cô đang lãng phí thời giờ của tôi đó. Làm người chính là lãng phí thời gian thôi. Nếu ông đi theo tôi thấy buồn thì ông đừng có đi tìm cô gái của mình nữa. Ông gặp tôi và con gái của ông trên căn bản không có sự khác biệt gì. Vậy cô không cần đi làm sao? Tại sao phải đi làm? Tôi chỉ biết làm việc ngày hôm nay biết ngày hôm nay. Việc của ngày mai thì không cần biết tới. Hạng người như vậy mà còn muốn di dân nữa sao? Nè, nói thật nha. Muốn tìm hay không là do ông tự quyết định. Nếu mà muốn tìm thì tôi đi đặt bàn. Đặt bàn làm gì? Theo tôi đi. David. David, David. 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 Đem rượu lên cho ảnh đi. Không được uống rượu đâu. Thử đi, thử một chút thôi. Cô đang nổi chứng hả? Đúng vậy. Bàn số 8. Có. Ông có muốn hát không? Không muốn thì mình tôi lên. Có nhận ra tôi không? Xin lỗi, tôi nhìn không ra. Hai năm trước lúc nào tôi cũng tới đây nghe anh hát. Tiểu Long Nữ nè. Xin lỗi nha, tôi rất ít xem truyện kiếm hiệp. Không sao cả. Được rồi, cứ cho là hôm nay mới quen đi. Được, vậy cô hát bản gì? Đợi một chút. Tình yêu tới muộn đi. Bản này là hợp ca đó. Bạn của cô đâu? Thì là anh đó. Xin lỗi nha, bản này tôi không thuộc gì mấy. Hay là cô chọn bạn khác? Hay là bản bài ca tình yêu đi. Được, chiều anh đó. Thật là vui quá, đúng là thật sảng khoái. Thật ra cô biết con gái của tôi đang ở đâu không? Không có chỗ này thì ở chỗ khác thôi. David, David. Có chuyện gì? Anh về sao? Anh có rảnh một chút không? Tôi muốn mời anh đi ăn khuya được không? Không được đâu. Tôi đã có hẹn với mấy người bạn nói chuyện rồi.
Nếu mà anh không rảnh thì tối mai tôi sẽ trở lại đây nữa. Ngày mai tôi không có làm. Bạn của tôi đã tới nhà mở tiệc rồi. Vậy tôi có thể tham dự không? Tôi thấy không được tiện cho lắm. Chỉ một lần thôi mà. Hãy cho tôi một lần thôi. Không được đâu. Cô nên đi theo bạn của cô đi. Taxi. Nè, người đó không phải bạn của tôi. Ổng là ba của tôi đó. Ổng là người rất phóng khoáng. Có gì mời cô sao? Tạm biệt. Tạm biệt bác trai. Chạy đi. Người ta đang nói chuyện đàng hoàng. Ông đi ra đây làm gì chứ? Làm dướng tay dướng chân đúng là mệt thật. Cô đừng đùa với tôi nữa. Tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. Cô đưa tôi đi chơi suốt cả ngày nay. Thật tình con gái của tôi đang ở đâu? Cái gì? Nói vậy có nghĩa là sao? Tôi đùa với ông lúc nào? Không phải tôi đi với ông suốt ngày sao? Bộ ông tưởng tìm là có ngay sao? Nếu mà dễ vậy thì tự ông đi tìm đi. Đồ ngốc. Đồ ngốc à? Cô cho tôi là đồ ngốc sao? Cô đi với tôi đi tìm con gái của tôi từ sáng đến tối. Cô không mua quần áo uống tóc thì là uống trà. Còn tới phòng trà để theo đuổi một thằng con trai. Vậy mà không đùa với tôi sao? Đúng rồi, tôi thích đùa với ông đó. Thì sao chứ? Cái kiểu người không ra người ngợm này của cô á, có người thích đi với cô mới lạ đó. Đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Đúng, tôi thích lãng phí thời gian. Tôi có thời gian để lãng phí mà. Không có giống như ông, tôi có nhiều thời gian để lãng phí lắm. Chỉ cần tôi thích là tôi có thể đi uống cái đầu giống như bom nguyên tử nổ chết ông luôn. Cô còn dám cãi sao? Ông chửi tôi sao? Ông tưởng ông là cha tôi à? Nếu tôi là cha của cô, tôi quăng cô ra đường cho xe đụng chết cô rồi. Đúng rồi, nếu ông là cha của tôi thì tôi sẽ lập tức nhảy ra cho xe đụng chết ngay. Tại sao tôi phải giúp ông đi tìm con gái của ông chứ? Tôi biết, nhưng mà tôi không nói đâu. Đánh đi, đánh đi, đánh chết tôi đi. Được. Cô cần gì, cô mới chịu nói. Tôi muốn cả thế giới này thì ông có chịu cho tôi không? Dù tôi cho cô cả thế giới này cũng vô ích. Trong lòng của mỗi người đều có một món mà bản thân cảm thấy rất quan trọng. Đối với tôi mà nói, bây giờ quan trọng nhất là con gái của tôi. Tôi không biết đối với cô cái gì là quan trọng nhất. Bởi vậy tôi không thể cho cô được gì. Bây giờ đối với tôi mà nói, quan trọng nhất chính là ảnh. Nhưng mà đáng tiếc ảnh không thích tôi. Chưa chắc là không có dịp đâu. Được rồi. Nếu mà ông giúp tôi được trọn tâm nguyện này, thì tôi sẽ nói cho ông biết con gái của ông ở đâu. Một lời nói chắc nha. Nhưng cô phải nghe lời của tôi mới được. Kiếm được địa chỉ của hắn thì lập tức gọi điện cho tôi. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi thật tình phục anh lắm đó. Bị nó quần cho suốt cả ngày vậy mà bây giờ còn giúp nó tìm địa chỉ của David nữa. Nhưng mà tại sao nó mê trai đến mức độ tìm tới tận nhà thì cũng không biết phải làm sao rồi. Không tại sao cả. Nếu bây giờ tôi không làm cho cô ta thỏa mãn, thì từ đây tôi sẽ không tìm được con gái tôi. Nhưng mà việc này chưa chắc có kết quả. Nó thích David thôi, làm sao biết người ta có thích nó hay không. Ít ra cũng có thể để cô thỏa mãn tâm nguyện. Uống cho đã đi. Tối nay uống cho say nha. Nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Cô ơi, ngày vệ sinh ở đâu vậy? Đi thẳng rồi quẹo trái. Tôi đi vệ sinh cái nha. Mau lên đó. Chút nữa tôi điện thoại cho anh nha. Được. Sao đúng lúc vậy chứ? Lại gặp cả đôi nam nữ thối này. Cha già, còn đau không đó? Còn nhớ tao nói cái gì không? Gặp một lần là đánh một lần. Còn dám ra đây tán gái hả? Đại ca, xin lỗi nha. Anh tha một lần đi. Được. Cho hôn một cái đi. Làm gì đó? Tới đi. Dừng tay. Anh Long,
Đại ca, anh Long, có chuyện gì mà nổi giận vậy? Hãy hỏi nó đi. Đại ca, im đi. Không cần nói cũng là lỗi của mày rồi. Mày có biết anh Long là ai không? Dám múa tay múa chân với anh Long không biết lớn nhỏ gì cả. Lúc anh Long ra đời còn không biết mày đang ở đâu nữa kìa. Tuy bây giờ anh Long đã lớn tuổi một chút, nhưng mà kể như cũng quay phong một thời. Huống gì còn có Hồng Gia chống lưng cho anh nữa. Luôn cả tôi cũng phải nể mặt anh. Có phải không anh Long? Đúng vậy. Ra ngoài lăn lộn mọi người phải nể trọng lẫn nhau. Nhưng mà phải coi có đáng hay không nữa. Có phải vậy không anh Bằng? Anh Long nói chuyện rất là đúng. Coi như nể mặt của tôi. Đám nhỏ này không biết chuyện, làm đại ca dĩ nhiên phải cho chúng nó cơ hội để học tập. Cảm ơn anh Long đã giúp tôi dạy dỗ cho nó. Anh không để tâm sao? Vậy tôi cũng không có sáo nữa. Anh Long dạy rất là phải. Mày nghe rồi chứ? Chính anh Bằng bảo tao dạy cho mày. Sau này làm người phải biết tôn trọng một chút. Còn không mau cảm ơn anh Long dạy bảo. Anh Long, tạm biệt. Có gì gặp lại sau. Không có việc gì đâu. Quý vị về uống rượu đi nha. Đại ca, vậy mà anh cũng nhìn cha già đó. Chơi nó là việc sớm muộn. Bây giờ có việc cần phải làm. Tụi nó tới rồi. Anh Đồng à, tụi nó tới rồi kìa. Anh Bằng, tại sao anh phải tự mình tới đây chứ? Chẳng lẽ không yên tâm kiểu làm việc của tôi sao? Lâu quá không gặp, tới đây thăm anh thôi. Anh Bằng, làm xong chuyến này tôi định tạm thời không làm nữa. Tại sao vậy? Không có gì cả. Tại người yêu của tôi nó muốn hưởng thụ một chút mùi của tư bản chủ nghĩa thôi. Đơn giản vậy sao? Đúng vậy. Nghe nói anh định đi theo thằng khác phải không? Không phải đâu anh Bằng. Anh đừng có hiểu lầm vậy chứ. Tôi chỉ làm giùm cho nó một lần thôi. Giả lại giá cả cũng cao nữa. Tôi chỉ muốn đùa chơi với hắn một lần. Được. Anh đừng đùa giỡn với tôi thì được rồi. Làm gì có chuyện đó chứ anh Bằng. Anh nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Nếu trên đó có chuyện gì thì điện thoại cho tôi biết. Cần tiền, tivi hay là gì đó. Chúng ta đều là người nhà mà. Tôi sẽ cho người đưa lên trên đó cho anh. Không có vấn đề gì đâu anh Bằng. Anh đối với tôi thật tốt. Thật là tôi không biết phải nên nói gì. Cảm ơn anh. Anh Bằng, cảm ơn anh nha. Chào anh. Chào. Chào anh nha. Đại ca, giải quyết xong rồi. Tôi làm việc thích sạch sẽ gọn gàng. Anh biết rồi chứ? Dạ đại ca. Một tên cũng không chừa.
Đại Đồng. Ba, Đại Đồng. Ba, Đại Đồng. Lần sau không được như vậy. Dạ, đại ca. Đây là số điện thoại của David, rất là dễ tìm. Chiếc xe này anh cũng lấy đi đi. Có cần trả tiền thuê không đó? Không cần đâu, tôi còn bỏ vốn để đổ bình xăng này đó. Nó là một cô gái ăn chơi, chưa chắc là thành công đâu. Anh làm vậy không cảm thấy vô lý hay sao? Có một số việc cần phải làm, không phải là chắc chắn có kết quả, nhưng có ý nghĩa là được rồi. Không có kết quả thì làm gì có ý nghĩa chứ. Nói tóm lại là có một chút hy vọng là tôi đều không bỏ rơi. Cứ kể như tôi trả nợ vậy. Trông nó hôm nay như là tiểu thư đại cát vậy. Hai người không được cười tôi đó. Như vậy không phải được hơn sao? Nếu mà con gái của tôi được 7 phần của cô, vậy là tôi rất vui mừng rồi đó. Tôi chưa từng thấy nó ăn mặc như vậy. Có thể anh đã đúng. Tạm biệt. Tạm biệt. Có được không đó? Nếu mà ảnh không có hoan nghênh tôi thì tôi sẽ bị mất mặt đó. Nè, đợi tôi với. Chào. Thì ra là bác trai. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Con gái tôi thích tham gia tiệc của các cậu. Không biết các cậu có cho nó tham gia được không? Con gái ông đâu? Đi ra đi. Đi ra đi. Chào. Thì ra là cô. Đây là con gái của tôi. Nó tên là Tiểu Long Nữ. Tên thật của nó là Gia Gia. Nó rất thích người ta gọi tên nó là Gia Gia, có phải không? Anh kêu Gia Gia là được rồi. Chào. Ở chơi vui vẻ nha. Lát nữa trở lại đón. Lúc nãy suýt nữa tôi không nhận ra cô rồi. Tôi trông quê mùa lắm phải không? Không có. Tôi thấy cô như vậy đẹp hơn nhiều. Lại bị ổng đoán trúng nữa rồi. Ổng là ai vậy? Ông già tôi đó. Tình cảm hai cha con cô tốt thật đó. Đúng vậy. Ông ấy tốt với tôi lắm. David, đi hát ngày mai để ở đâu vậy? Không tìm được sao? Chờ tôi một chút, để tôi tìm cho cô. Thì ra ở đây sao? Thì cái đĩa này nè, David, tắt giùm anh đi. Được, qua đây. Cười đi, cười đi. Các người chụp đi nha, tôi tiếp đãi bạn một chút. Từ từ chụp đi.
Xin lỗi nha. Thật ra là mở tiệc gì thế? Có phải là sinh nhật của anh không? Không phải, tôi nói tổ chức tiễn tôi thôi. Ngày mai tôi đi Canada học rồi. David, qua đây đi. Xin lỗi nha. Alo, bữa tiệc có vui không? Tôi nghĩ chắc là vui lắm. Không phải anh đi chung với nó sao? Trong đó có rất nhiều người toàn là tuổi trẻ. Người già như tôi không có thích hợp đâu. Người già cũng đi tiệc được mà. Có muốn đi chơi không? Đã tối về rồi, viện dưỡng lão còn mở cửa sao? Viện dưỡng lão không còn mở cửa, nhưng mà tiệm buôn bán thì nửa đêm có mở cửa đó. Chút nữa tôi sẽ mở một bữa tiệc. Không có nhiều người đâu. Nhiều nhất là hai người thôi. Cũng không có người trẻ nào. Chỉ có một người đàn bà tuổi còn hơi trẻ. Anh có hứng thú hay không? Sao cô có vẻ không vui vậy? Đâu có. Cảm ơn. Không phải là cô rất thích hát sao? Lát nữa tôi song ca với cô. Được. Bản gì? Tình yêu tới muộn. Tại sao cô thích bài hát đó quá vậy? Tại vì anh chưa từng song ca với tôi bài đó. Trước kia tôi cùng bạn gái của tôi thích hát bài đó lắm. Nửa năm trước cô đã qua đời rồi. Từ đó tôi đã không còn hát bài đó nữa. Tôi hiểu rồi. Hay là chúng ta đổi bài khác? Tạm biệt, tạm biệt. Đây là địa chỉ của tôi ở bên Canada. Có rảnh thì qua thăm tôi. Được. Không bao lâu nữa tôi cũng sẽ đi danh Á Đài để học đó. Ba của tôi ở bên đó có rất nhiều cơ sở làm ăn. Cô thật hạnh phúc khi có người cha tốt như vậy. Không giống như tôi, phải ra ngoài hát mấy năm mới đủ tiền để đi học. Đúng rồi. Ba của tôi rất là thương tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh giữ sức khỏe đó. Tạm biệt. Sao hả? Chơi có vui không? Vui lắm. Tặng cho cô. Cái gì thế? Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô sợ gì không có cơ hội chứ? Nếu mà cô thích đi, tôi có thể giúp cho cô. Giờ tôi tìm được con gái của tôi, tôi sẽ bảo lãnh cho cả hai qua học.
Lúc đó không phải cô gặp được David rồi sao? Tôi nghĩ tôi không có cơ hội đó đâu. Những gì ông hứa với tôi, ông đã làm hết rồi. Tôi đưa ông đi gặp con gái của ông. Hai năm trước, con gái của ông đã yêu một người đàn ông, và người đàn ông đó đã rời xa nó. Lúc đó tâm trạng của nó cũng giống như tôi, nhưng mà tôi còn may mắn hơn, tại vì bên cạnh của tôi còn có người thân, còn nó thì không có. Cuối cùng nó đã từ trên cao nhảy xuống đây. Con gái của ông đã chết tại nơi này. Tại sao cô cứ mãi gạt tôi? Tại sao cô không chịu nói cho tôi biết? Tôi không muốn nói cho ông biết, bởi vì tôi không muốn thấy ông đau khổ. Đồng thời tôi cũng biết, khi mà ông biết được con gái của mình đã chết, thì ông sẽ không còn lo cho tôi nữa. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ kỹ rồi. Rồi cũng sẽ có một ngày ông biết được mà thôi. Sẽ có một ngày ông bỏ mặc tôi, tại vì tôi không phải là con gái ruột của ông. Tôi hy vọng cũng sẽ có một ngày có được một người cha giống như ông, trở về đây để tìm tôi. Xin lỗi nha, tôi đã giấu ông bấy lâu nay. Có tin tức gì không? Đã tìm được con gái của ông chưa? Ông chủ, lấy xe hả? Đúng vậy. Chờ một chút nha. Tám khôn, đừng có gây chuyện. Có chuyện gì? Đáng chết. Chết đi. Có chuyện gì đó? Buông ra, không được chạy. Đứng lại nha. Điên rồi sao? Nên làm vậy mà, bộ điên rồi sao? Mau lên đi. Nhảy lên đi. Gọi tổng đài, ở tiên xa xảy ra vụ bắn súng.
Anh Bằng, mới lần đầu mày xảy ra chuyện rồi. Con nhỏ đó là ai vậy? Sao không để mặt anh chút nào hết? Mặc kệ nó là ai, tóm lại là nó sẽ chạy không thoát. 10. Anh thua rồi. Giỏi quá đó. Đi ra ngoài hết đi. Đi đi, ra ngoài. Chờ một chút nha. Được. Đại ca, có việc gì vậy? Bà già, con nhà đầu kia đâu? Con nhà đầu nào chứ? Tiểu Long Nữ, đừng có giả vờ. Nó sao? Tôi cũng không biết. Các anh tìm nó có việc gì? Nó ra đây thì không có gì. Đại ca, nếu tôi biết thì tôi sẽ nói cho anh biết mà. Tôi giấu anh làm cái gì chứ? Tôi với nó đâu có bà con gì đâu. Có phải vậy không? Chị Phụng có điện thoại, xin lỗi chờ chút. Alo, ai đó? Tiểu Long Nữ nè. Mary, lâu quá không gặp, cậu khỏe không? Chị Phụng à, em vui lắm vì đã trả thù cho chị rồi. Em đã phá đám bọn tám khôn đó. Chị thấy vui không? Vui lắm chứ. Đang nghỉ phép sao? Đi theo phái đoàn của châu Âu hay là du lịch Mỹ? Càng đi xa càng tốt nha. Chị đang nói gì vậy? Em đang ở con đường đối diện trước mặt nè. Em đừng nói nữa, nghe chị nói đi. Mau rời khỏi Hồng Kông càng sớm càng tốt. Em sẽ đi cùng với chị, nhưng mà chị phải mời em đi đó. Alo. Alo. Con nhỏ đáng chết này. Đưa nó đi. Buông ra. Đi. Buông ra, buông tôi ra. Sao kỳ cục quá vậy? Sao lại lôi kéo người ta như vậy chứ? Tôi van xin ông hãy đi cứu chị Phụng đi. Ông Hồng à, việc này bất luận thế nào ông cũng phải giúp tôi mới được. Anh Long, chuyện của anh tức là chuyện của tôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ lo xong việc này cho anh. Cảm ơn ông. Tôi ở khách sạn chờ tin của ông. Bằng à, lập tức về đây gặp tôi. Tôi về đây rồi. Hồng gia, tìm tôi sao? Anh đang làm cái gì vậy? Anh cũng biết quan hệ giữa tôi với anh Long mà sao còn đụng tới người của ảnh? Thật là quá hỗn hào. Mau thả người ra đi. Hồng gia, nó suốt ngày dùng ông để ép tôi đó. Hôm trước nó làm nhục tôi trước mặt đàn em của tôi. Tôi đã nể mặt nó, tức là nể mặt quá ông rồi. Lần này nó lại cấu kết với con nhà đầu đó phá hoại việc làm ăn của tôi. Nếu mà việc như vậy cũng phải nể mặt thì tôi làm sao mà ra ngoài làm ăn được nữa chứ? Bằng à, tôi đã nhìn anh lâu lắm rồi. Anh ở ngoài làm chuyện bậy bạ, rồi còn giết cả nhà người ta nữa, không có nghĩa khí giang hồ gì cả. Cái tên của tôi đã bị anh làm ô uế rồi đó. Nếu bây giờ anh chịu thả người của anh Long ra, tôi tha thứ cho anh coi như không có việc gì xảy ra. Còn nếu không thả, tôi nhất định phải xử anh đó. Ông muốn xử tôi sao? Ông có biết bây giờ là thời đại gì không? Hồng gia, ông quá lạc hậu rồi. Bây giờ đi ra ngoài không có tới đạo nghĩa giang hồ nữa đâu. Điều quan trọng nhất là dám giết sạch cho về làm cá chết. Ông già rồi, tránh ra đi. Mày dám phản sao? Ông già thối tha. Cũng tại vì ông không chết mà cái đám nhỏ này không thể làm lớn được. Bây giờ tôi sẽ cho ông cơ hội để làm lớn nè. Không có người lo thì phải tự lo cho mình. Bởi vì ở trên đời này không ai có thể giúp cho cô suốt đời được đâu. Nhất định là phải tự giúp cho mình thôi. Ngay cả tự mình mà còn không buông xuôi nữa thì kể như tự rút họa vào thân. Có khách tới, nhớ mở đèn lên đó. Biết rồi. Xin chào. Hai người sao? Có hàng mới tới đó. Vừa mới về tới luôn đó. Có hàng mới tới, 300 đồng thôi. Còn mới đó nha, chỉ 300 thôi. Chỉ cần có chút hy vọng cũng không được bỏ qua. Bắt đầu trở lại. Có thể được không? Có đây.
chị Phụng đó. Khoan đã. Đuổi theo. Đưa súng đây. Mau, đuổi theo. Chuyện gì vậy? Ai đây? Đi. Tiểu Long nữ, cô thấy sao rồi? Người từ Danh Á Đại về đây thật là khác thường. Cô đừng nói nhiều nữa, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Ông hãy mau chạy đi, mau tìm cách đi cứu chị Phụng. Cảnh sát sắp tới rồi. Nếu mà ông bị người ta bắt đi lần này, ngồi thêm 8 hay 10 năm nữa, tới lúc đó lại sắp lãnh tiền già rồi đó. Đồ ngốc. Tôi quen ông bấy lâu, nhưng mà chưa bao giờ thấy ông cười. Tôi cũng muốn nhìn thấy khi ông cười thì ông sẽ ra sao. Anh Long đó hả? Mạng anh kể ra cũng lớn, nhưng mà lần sau sẽ không được may mắn đâu. Hồng già đâu? Ổng sao? Tôi đã đưa ổng lên bàn thờ rồi. Lý Bằng, anh đừng có làm bậy. Anh không có tư cách gì nói chuyện với tôi. Con bộ của anh đang trong tay của tôi, bây giờ cho tôi làm chủ. Anh muốn gì đây? Con nhà đầu kia phá đám chuyện làm ăn của tôi, hại tôi bị mất mặt trước người hợp tác của tôi. Món nợ này tính sao đây? Được,
Anh ra giá đi. Được, 5 triệu là bồi thường tổn thất mặt mũi của tôi. Ngoài ra phải giao con nhà đầu kia để đổ lấy công bộ của anh. Thế nào? Được. Một câu nói, cho tôi thời gian dài hơn. Nếu cô Phụng có việc gì xảy ra, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Thật không ngờ anh coi trọng công bộ của anh quá đó. Chúng ta ra ngoài để tồn tại thôi. Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng có thể thương lượng được. Tôi thích nhất đàn bà lúc chơi mà phát ra tiếng. Alo, chú Bằng hả? Tôi là Long đây. Tôi đang ở Hồng Kông. Tôi cần một số người. Anh Long, hầu quá. Không ngờ có dịp em lại cùng anh chung vai sát cánh. Kêu anh Long đi, anh Long. Thật là làm phiền các cậu. Anh đừng có sáo mà. Anh Long à, tôi nói chuẩn bị hết rồi. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Được. Mai là ngày lễ táng ông Hồng. Là một ngày không tốt. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ nghề. Các cậu xem có thích hợp hay không. Anh Long à, tụi em cũng có mang thêm một mớ. Không biết có tiện dụng ở Hồng Kông hay không. Nè, anh coi thử đi. Đúng là hậu sinh khả úy. Làm cho đẹp mắt để đại ca coi thử nha. Không vấn đề. Anh Long, cái này là chút lòng thành của tiểu đệ. Cái gì đây? Không, tụi em thấy hình dáng của anh lúc trước có vẻ oai phong hơn nhiều. Đi cắt tóc một chút đi mà. Ông chủ à, bữa nay rất là đông đảo, anh hùng mọi nơi đều về hết. Anh Văn à, trên đó như thế nào? Lão đại, gió êm nắng dịu, thiên hạ thái bình. Nghe rõ rồi, tiếp tục theo dõi, đừng có ngủ gục đó. Các vị chú bác, Hồng Gia là một vị đại ca tốt của tôi. Ông đã đưa tôi vào nghề, dạy tôi làm việc. Tôi có được ngày hôm nay toàn là một tay cô mấy nâng đỡ. Bây giờ tôi cũng như quý vị, cảm thấy rất đau buồn. Trước khi ổng ra đi, đã đem vị trí người phụ trách công ty giao lại cho tôi. Hy vọng dịch vụ của công ty dưới sự lãnh đạo của tôi càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đây là tâm nguyện của ổng. Bây giờ tôi hy vọng các chú các bác có thể hợp tác với tôi hoàn thành di chúc của Hồng Gia. Nếu như có vị nào không muốn hợp tác, tức là không để mặt Hồng Gia. Tới lúc đó đừng trách tôi không cách sáo nha. Lão đại, gió xuôi nước chảy, ra vào bình an. Nhận được rồi. Chuẩn bị về. Lão đại, có khả nghi, chuẩn bị đột kích. Tránh ra, tránh ra. Chuyện gì đó, đứng lại. Anh Văn, người đó là ai vậy? Chưa từng gặp qua. Còn anh có biết ai không? Vừa thôi, tôi biết thì cần gì phải hỏi anh. Tiếp tục theo dõi đi.
Hồng gia, ông có tâm nguyện gì chưa làm xong thì tôi có thể tiếp tục làm cho ông. Ông hãy yên nghỉ đi. Lý Bằng, Hồng gia bảo tôi hỏi thăm anh đó. Vậy sao? Ông ta cũng kêu tôi nói với anh nên bảo trọng. Anh Long, suýt nữa tôi quên nói cho anh biết, người đàn bà của anh da thịt rất mịn màng, thân hình là hạng nhất. Chỉ đáng tiếc là phản ứng quá tệ, y như con cá chết thôi. Tôi dùng qua một lần thì không thấy hứng thú nữa. Chừng nào anh muốn lấy trở về? Lý Bằng, tôi cũng có một câu muốn nói với anh lâu lắm rồi. Tôi chỉ chơi mẹ mày thôi. Mày nói cái gì? Cái gì hả? Đánh ra? Tính làm phản sao? Chào sếp. Lý Bằng, đại ca anh vừa mới nằm xuống, anh lại muốn đại khai sát giới sao? Anh Quỳnh, đây là việc cá nhân của tôi, không liên quan tới ông. Đi lo chụp hình của ông đi. Xin lỗi quý danh của ông. Tôi họ Long. Ông Long, hồi nãy ông nói gì với ảnh mà sao ảnh giận quá vậy? Tôi chỉ hỏi thăm bà mẹ của nó thôi. Anh cảm thấy ra sao? Đừng làm quá đó. Ông Long, vậy là ông không đúng rồi. Những việc riêng tư như vậy, làm con sao dám làm chủ được? Ông nên đi hỏi thăm mẹ của ảnh. Tôi nói vậy có phải không? Ông Long à, ông đi về trước đi. Sau này nói chuyện phải lịch sự một chút đó. Lý Bằng, anh đừng có quá ngông nghênh. Anh đã gây nên biết bao việc thương thiên hại lý. Chính tôi cũng muốn hỏi thăm mẹ của anh đó. Sớm muộn gì anh cũng lọt vào tay của tôi thôi. Miệng của mày thối lắm. Nè, đừng có cản đường chứ. Hắn không có ở trong xe. Lên xe đi. Phía sau cũng có người tới. Tới rồi. Bắn nó. Bắn nó, bắn nó. Bắn khi nào nó nát ra như tương mới thôi. Cái đám ôn thần này giống như một đội quân vậy đó. Qua này, thiết kế này có chịu nổi không đó? Em thiết kế mà, anh yên tâm đi. Nếu hồi đó em học cao hơn một chút thì đến máy bay em cũng làm được rồi.
Đợi chúng tới gần một chút. Cái thằng ôn thần này, mắt kính mà cũng bắn nát nữa rồi. Tới luôn. Không sao chứ, làm luôn một lần nha. Được. Đưa đây. Đại ca. Nằm xuống. Như vậy là không ổn rồi. Các cậu hãy yểm trợ cho tôi. Để em cho. Mày được lắm. Tao cho tụi mày chết cả lũ. Đại ca, chạy mau đi. Chạy đi. Em Phụng. Anh Long. Anh Long. Con đàn bà của mày ngoài việc nằm trên giường thì dùng được nhất là lúc này. Qua đây. Qua đây lấy lại con đàn bà của mày đi. Dám chơi với tao sao? Chơi không lại đâu Lý Bằng. Đây là chuyện giữa tao và mày thôi. Không dính dáng tới cổ. Thả cổ ra. Thả nó ra sao? Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống. Thật là nghe lời đó. Mày muốn tao thả nó sao?
Dễ dàng thôi. Quỳ xuống cầu xin tao. Mày không quỳ xuống, tao bắn què chân của mày. Kêu mày quỳ không chịu quỳ, đồ hèn nhát. Anh Bằng, tôi quỳ, tôi quỳ, tôi quỳ. Anh Long, đừng có tới, có thuốc nổ đó. Đừng có tới. Em Phụng. Anh Long, đừng có kéo tôi, đừng có kéo tôi. Buông tôi ra, đừng có kéo tôi. Em không muốn chết đâu. Em không muốn bỏ rơi anh đâu. Nhưng mà số mạng đã định sẵn rồi. Đáng lẽ em định sẽ tới danh á đài để thăm anh, nhưng mà bây giờ em không đi được nữa rồi. Đây là số mệnh. Buông ra, anh Long. Buông ra, anh Long. Anh Long, thế nào hả? Nổi vậy có đẹp không? Suốt đời của mày sẽ nhớ mãi. Đêm nào mày cũng nằm ác mộng. Đùa với tao sao? Đừng có hòng. Anh Long, đi mau lên. Anh cũng đi. Cậu hãy đưa anh em đi trước đi. Ở đây để anh lo cho. Tao đang chờ các cậu đó. Anh Long mà đừng vậy mà. Chúng ta cùng đi đi. Cùng đi sẽ không thoát được đâu. Cậu đừng có lo cho anh nữa. Đi đi. Anh Long bảo trọng nha. Bảo trọng. Kêu tên đó ra đầu hàng đi. Nghe đây, tất cả hãy bỏ súng xuống. Kêu đồng bọn của anh hãy ra đầu hàng đi. Tôi không có đồng bọn. Việc này chỉ có một mình tôi thôi. Hắn cứ như là anh hùng của Hồng Kông vậy. Kêu hắn bỏ súng xuống ra đầu hàng đi. Lập tức đầu hàng liền. Nếu không chúng tôi sẽ có hành động kế tiếp. Vết thương của cô không sao chứ? Không sao cả.
Gần đây có ra ngoài chơi không? Ban ngày đi làm việc, ban đêm đi học thêm tiếng Anh. Làm gì có thời gian đi ra ngoài? Vậy có viết thư cho David không? Tôi không có thích danh Á Đại. Hồng Kông cũng tốt mà. Đúng rồi, đồ của ông ở khách sạn tôi đã mang về nhà giặt hết rồi. Khi ông ra thì có thể mặc được. Mặc quần áo gì cũng không quan trọng nữa. Cuộc đời của tôi mặc đồng phục này hơn nửa đời người rồi. À phải rồi, quán rượu của chị Phụng bây giờ đã không còn nữa, đã trở thành quán ăn rồi. Mỗi lần tôi đi ngang qua đó đều cảm thấy rất đau buồn. Thật xin lỗi, chính tôi đã gián tiếp hại tới hai người. Nói tới hai người, cô không bằng tôi đâu. Tôi đã hại vợ tôi, con gái tôi, Hồng Gia và cô Phụng nữa. Đây chính là báo ứng. Một năm 43 đã tới giờ rồi. Họ gọi ông đó. Tên của tôi ở đây là 1543. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa quen với nó. Tên chỉ là một ký hiệu thay thế mà thôi. Tên của ông ở đây là 1543. Lúc ở trước nhà đã biết, ông gọi tôi là Gia Giai. Tôi ở trước mặt đã biết gọi ông là ba của tôi. Gọi nhiều sẽ trở thành thói quen. Một năm 43 tới giờ rồi. Vô đi. Hy vọng như vậy. Ba ơi, hôm khác con sẽ tới thăm ba. Rất lâu rồi con tôi không có cười. Không giống con gái của tôi đâu. Cười một chút đi. Cười lên đi mà. Cười lên.